Bây giờ chúng ta sẽ gặp lại bạn Phong Phước và bạn Hoàng Huy. Xin mời hai bạn. Trước khi đến với vòng 3, có tên gọi là ngôi sao may mắn, thì xin mời hai khách mời chọn lấy một người đồng đội của mình và phải dùng trực giác để phán đoán xem người nào đang giữ ngôi sao may mắn. Bởi vì nếu như hai chị chọn được ngôi sao may mắn sẽ nhận được một phần quà khá khá dễ thương của chương trình. Dạ, bây giờ chị Giang hãy dùng trực giác của mình xem bạn trai nào sẽ giữ ngôi sao may mắn. Cơ hội cuối cùng dành cho chị. Chắc Huy quá. Chính giữa. Chị nói chung là chị thích lấp lánh giống chị đó, bộ đồ tông sạc tông rồi đó. Từ từ, trời ơi, từ từ, chị Giang ơi. Ôi chào ơi. Ôi, trời ơi, giống như đi chảy hội vậy trời. Ôi, em là nhường cho chị Giang rồi đúng không? Chị sẽ qua bên đây. Ôi. Cảm ơn Hoàng Huy rất là nhiều. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn đã tham gia chương trình nhé. Như vậy là hai chị đã chọn được cho mình đồng đội trong thử thách ngôi sao may mắn. Trước khi đến với ngôi sao may mắn, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong vòng ít phút. Chào mừng quý vị khán giả đang quay trở lại vòng 3 của chương trình Giác Quan thứ 6. Thưa quý vị, vòng 3 của chương trình có tên gọi là Ngôi sao may mắn. Hai đội chơi sẽ cùng tham gia một môn thể thao vận động có tên gọi nho nhỏ là Đội Cứu Hộ Bãi Biển. Yes. Nếu như chiến thắng trong vòng này thì sẽ mang về cho mình 10 điểm. 10 điểm. Lăng. Sốt sổ tùm lum. Sau khi lăng thì người nữ đưa cái phao cho người nam. Sau đó thì người nam có nhiệm vụ quăng. Hay quá. Đó, lọt vô là mình được điểm. Vậy bây giờ sao, nữ lăng hay nữ quăng? Thôi đừng có để tôi quăng, tôi lăng thôi. Tùy với chị, cứ chọn chiến thuật cho đội mình. Huy là có chiều cao phải quăng, còn chị là gọn gàng phải lăng. Ok chị. Bên chị em muốn sao? Ai lăng ai quăng? Rồi vậy để em lăng cho. Rồi ok vậy đi. Tôi xin nè, có ai lăng trước nè? Quảng Tù Si. Rồi lăng đi. Dạ thắng chị quyết định đi, ai chị trước? Lăng trước cho nó nóng. Rồi ok, làm liền luôn. Xuất sắc. Và bây giờ thì 3 phút dành cho đội chị Lê Giang xin được phép bắt đầu. Vô đi chị, vô. Ừ, xuống, bể, ừ. Ờ, tới rồi chị, tới rồi, thôi được rồi. Sự nỗ lực của chị Lê Giang và bạn Huỳnh Huy đã mang về cho đội mình 4 chiếc phao. Quá tuyệt vời. Và bây giờ 3 phút dành cho đội chị Cát Tường xin bắt đầu. Nhanh lên bạn ơi. Trời ơi. Nói vô là thấy. Về mất chị ơi. Một. Ơi. Không đơn giản, vô. Vô. Rồi. Vô. Bây giờ là 4 cái rồi. Vô. 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 Vô rồi các ơi. Không thèm thi nữa luôn. Chưa hết 3 phút thì Cát Tường đã oanh liệt chiến thắng knock out. Mình cố gắng quá hả chị? Cố gắng muốn xỉu. Nhưng mà vẫn thua. Trong vòng 3 này thì Cát Tường đã chiến thắng và mang cho mình 10 điểm. Yeah.
điểm hiện tại của chị Cát Tường đã lên đến 25 điểm, còn chị Lê Giang thì vẫn là 5 điểm. Dữ luôn á trời ơi. Nhưng mà bây giờ mới là cái giây phút quan trọng nhất nè, đó là ngôi sao may mắn. Sau 3 tiếng đếm của Trương Thế Vinh, hai bạn trai hãy đưa tay mình ra xem ai là người có ngôi sao may mắn nhé. Mời anh Vinh. 3 2 1 xin mời. Và ngôi sao may mắn này mang về cho chị Giang một phần thưởng, một voucher trị giá 3,5 triệu. Và sau 3 vòng chơi thì đội chị Cát Tường đã giành chiến thắng. Điều đó có nghĩa là chị Cát Tường sẽ đem về cho đội mình 10 triệu đồng. Xin chúc mừng. Cảm nghĩ của chị Lê Giang như thế nào ta? Nói chung là bữa nay chị đến đây chơi chị rất là vui. Và mỗi cái chương trình nó đều có một cái vui khác nhau. Giờ cuối cùng chị cảm giác như chị muốn mệt, muốn xỉu. Nhưng sau đó chị lại được cái ngôi sao may mắn là chị rất vui là chị được đi thẩm mỹ viện. Bao nhiêu cái sự mà mệt mỏi nó đều tan biến. Nói chung là chị thấy rất là vui khi tham gia chương trình. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Người chiến thắng chị Cát Tường, cảm nghĩ của chị như thế nào ạ? Cát Tường thấy chương trình Giác Quan thứ 6 này rất là lạ. 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 Tại vì bây giờ nhiều chương trình lắm, quan trọng là nó phải lạ. Phải lạ. Mà lạ thì chắc chắn trước tiên là sẽ được khán giả người ta đón nhận. Cái thứ hai là qua đây những người chơi cũng cảm thấy rất là hào hứng. Bởi vì họ sẽ kiểm tra lại coi ai cũng nói mình là có Giác Quan thứ 6, nhưng mà có như thế nào, có được bao nhiêu. Đó, và tự nhiên thì mình cảm thấy là à, thì ra đúng mà mình đáng sợ thiệt. Cảm ơn chị rất nhiều. Vâng thưa quý vị, quý vị đã chứng kiến giác quan kinh khủng khiếp của chị Lê Giang cũng như rất đặc biệt của chị Cát Tường. Hy vọng quý vị khán giả đã có một buổi xem truyền hình thật là thú vị. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Và đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi. Chương trình Giác Quan thứ 6 được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại.